Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ phim hoạt hình mới ra mắt tên là Đại Chúa Tể. Đây là bộ phim mà về sau sẽ có liên hệ với Đấu Phá Thương Khung và Vũ Động Càn Khôn. Mở đầu cảnh phim là hình ảnh của Bắc Linh Viện, cây cối tươi tốt, chim chóc bay lượn, nhân vật chính tên là Mục Trần. Đang lúc trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên một thanh kiếm lao tới tấn công, Mục Trần dùng vũ khí ngăn cản toàn bộ. Vậy nhưng người công kích lại không có sát ý mà chỉ muốn thử chiều, nàng ta tên là Thiên Nhi. Thiên Nhi vô cùng bất ngờ vì thực lực của Mục Trần đã tấn thăng từ cảm ứng lên linh động cảnh sơ kỳ. Xem cách nói chuyện thì mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Cô nàng muốn dẫn hắn đi tới một chỗ hay, từ sau khi hắn quay về từ linh lộ thì bộ dạng cứ thất thần. Như vậy xem ra là đã có chuyện gì đó xảy ra đối với Mục Trần. Bắc Linh Viện này có chỗ tu luyện tuyệt hảo nên cô nàng muốn dẫn cậu đi tới chỗ đó xem. Tiến vào cảnh giới linh động sẽ có cơ hội tiến vào linh giới. Đến lúc đó, nàng muốn hắn phải tới đông viện của mình trợ giúp lấy lại uy danh. Suốt đường đi, Mục Trần chẳng nói mấy lời, bộ dạng giống như đang thất vọng về điều gì đó. Những người xung quanh thấy hắn xuất hiện, lập tức mỉa mai. Theo lời bọn họ thì nam chính đã bị đá ra khỏi linh lộ. Lần đầu tiên có người đi được nửa đường mà bị mất đi tư cách linh lộ, nên là đi đến đâu cũng bị chế giễu. Điều này làm cho Thiên Nhi tức giận, rút roi đánh phủ đầu. Hóa ra đám người kia là người của Tây Viện, dường như có xích mích với Đông Viện nên mỉa mai để lấy uy danh. Sau khi bị cô nàng uy hiếp thì ai nấy đều hoảng hốt, nữ nhân này đúng là không thể trêu chọc. Nghe nàng ta lên tiếng bảo vệ mình, Mục Trần vô cùng cảm kích và cũng muốn trấn an nàng ta nên nàng ta dẫn hắn tới nơi tu luyện. Thiên Nhi nghe vậy liền hạ hỏa và dẫn hắn tới Đông Viện. Trong lúc này, Tiêu Viện trưởng đang tỏ rõ lo lắng vì sự phân tranh thế lực của chín vực tại Bắc Tiên Cảnh. Bọn họ không thể xen vào việc của chín vực này được. Bọn họ cũng thảo luận về Mục Trần. Tuy thực lực tiến vào linh động cảnh, vậy nhưng chuyện ở linh lộ đã khiến hắn chậm trễ một năm tu luyện. Viện trưởng tỏ vẻ đồng cảm với Mục Trần và cho cậu ta tiếp tục tỉ thí vào thời gian sắp tới, để bọn họ ở trên võ đài cuộc thi đại triển thân thủ. Mục Trần và Thiên Nhi cùng nhau đi bộ, vậy nhưng nam chính đi tới đâu thì y nguyên răng rắc rối chạy tới đó. Nhìn thấy hai người đi cùng nhau, một tên thanh niên tên là Liễu Dương của Tây Viện lập tức tỏ ra ghen tị. Sao nàng ta lại đi cùng với tên phế vật bị linh lộ đá ra kia? Hắn biết, Mục Trần vào 3 tháng trước đã đánh thắng người đứng thứ hạng 3 của địa giới Tây Viện. Mục Trần xuất hiện ở đây xem ra là muốn tranh đoạt vị trí lão đại địa giới. Tên Liễu Dương này cũng muốn giành lấy vị trí đứng đầu địa giới để tiến vào thiên giới. Việc giành lấy vị trí đệ nhất là rất quan trọng bởi vì danh hiệu này là cả hai viện Đông và Tây công nhận. Sau khi tiến vào thiên giới sẽ có nhiều tài nguyên tu luyện hơn, có ích cho việc tranh xuất vào ngũ đại viện. Nghe đến ngũ đại viện, Liễu Dương liền sáng mắt. Mục Trần là thiếu gia của Mục Vực, mà bọn hắn lại là người của Liễu Vực. Một núi không thể có hai hồ được. Cho nên đánh bại Mục Trần sẽ khiến uy danh của Mục Vực giảm sút, mà uy danh của Liễu Vực lại lên cao, từ đó dễ dàng thâu tóm toàn bộ Bắc Tiên Cảnh. Đang đi trên đường thì Mục Trần và Thiên Nhi nghe được tin tức, đám người của Tây Viện lại đi tới bắt nạt người. Ngay cả cường gia là Đàm Thanh Sơn trong Đồng Viện cũng không phải đối thủ. Tại sân thi đấu, các huynh đệ trong Đồng Viện đang bị ăn hành sấp mặt. Bọn chúng chẳng thèm nói lý, thậm chí còn sỉ nhục một nữ tử của Đồng Viện. Đàm Thanh Sơn nghe vậy phẫn nộ xông lên, định đòi lại công bằng cho nữ đệ tử. Vậy nhưng đối thủ lại quá mạnh, liên tục bị đẩy lui và nhận trái đắng. Cũng may lúc sắp bị đối phương hạ độc thủ thì Mục Trần xuất hiện. Thấy nam chính xuất hiện, tên kia vẫn to mồm. Chẳng lẽ Mục Trần hắn còn tưởng mình là thiên tài sao? Nghĩ tới Bắc Thiên Cảnh vài chục năm mới có một suất đi linh lộ, vậy mà lại bị hắn làm lãng phí. Nếu như suất đi linh lộ giao cho đại ca Liễu Mộ Bạch của Tây Viện thì nhất định sẽ không bị người khác coi như không nơi nương tựa mà đuổi về. Mục Trần không nói nhiều mà chỉ hỏi đối phương đã nói xong chưa, còn động thủ. Tên kia nghe vậy liền muốn đập cho nam chính một trận. Vậy nhưng thay vì mình lao lên như quân tử thì hắn lại hô hào người khác cùng nhau xông lên. Mục Trần lấy một địch ba người của Tây Viện, chỉ sử dụng lực lượng cơ thể đã đấm cho hai tên đàn em của hắn ta nằm sấp mặt, còn một mình tên cầm đầu nữa. Gã ta vẫn to mồm uy hiếp Mục Trần, có bản lĩnh thì đứng đó, để gã đi gọi lão đại Liễu Dương của Tây Viện tới. Như vậy xem ra trận ẩu đả hôm nay là do tên Liễu Dương ở đằng sau xúi giục. Mục Trần lập tức chặn đường, yêu cầu nói lời xin lỗi trước khi rời đi. Gã ta không chịu, dựa vào đâu mà phải nói chứ. Mục Trần nghe vậy liền uy hiếp, xem ra là hết chuyện để nói rồi. Hắn cứ như vậy chậm rãi tiến lên trước. Tên kia nhất quyết không chịu thua, gã bộc phát lực lượng lao lên xuất sai chiêu viêm trường tấn công. Mục Trần mạnh mẽ sử dụng nắm đấm ngăn cản, đánh cho tên kia sấp mặt. Gã ta hoảng sợ định nói lời xin lỗi, vậy nhưng còn chưa kịp thốt lên thì Liễu Dương đã tới mỉa mai.
thân phận của Liễu Dương hiện tại là người đứng đầu địa giới, cho nên các đệ tử của Đồng Viện và ngay cả Thiên Nhi nhìn thấy hắn cũng bất ngờ. Tên bị đánh nhanh chóng chạy về phía Liễu Dương nịnh nọt, song điều lại to gan muốn dạy dỗ Mục Trần một trận. Mục Trần thừa biết màn đánh đấm này là do Liễu Dương đứng sau chỉ đạo. Tên Liễu Dương giả vờ không thừa nhận và muốn Nam Chính phải cho Tây Viện bọn hắn một lời giải thích. Mục Trần cũng cứng rắn đáp trả, hắn thấy đối phương phải cho mình một câu trả lời mới đúng. Khiêu khích vài lời qua lại thì hai người cũng bạo phát lực lượng, chuẩn bị lao vào nhau chiến đấu. Liễu Dương phẫn nộ xông lên, đáng tiếc là chưa kịp động thủ thì đã bị Mạc Sư lên tiếng ngăn cản. Muốn tỉ thí thì đến võ đài mà đánh nhau, còn ở đây là chỗ tu luyện. Liễu Dương khiêu khích, không phải là gã không muốn lên võ đài, chỉ sợ là có người không dám đâu. Mục Trần cũng mỉa mai ngược lại, hắn cũng chỉ sợ là đánh chó bẩn tay mà thôi. Nghe màn tranh cãi này, Mạc Sư lập tức quát hai người dừng lại. 10 ngày sau chính là cuộc thi của học viện, đến lúc đó sẽ không ai ngăn cản. Tên kia lại khiêu khích, Mục Trần đành phải tiếp tục mỉa mai. Xem ra đến cuộc thi chỉ có thể mang gậy đánh chó theo thôi. Lời này đúng là chí mạng, Liễu Dương không muốn bị sỉ nhục thêm nên chỉ để lại lời nhắn, cứ cho đó rồi dẫn theo đàn em rời đi. Tại Mục Phủ, gia tộc của Mục Trần, phụ thân cậu là vực chủ cũng biết Liễu vực tại biên giới Mục vực gây ra nhiều thương vong. Dù là vậy thì bọn họ vẫn chưa thể phản công trả đũa. Lão tổ Liễu vực là Liễu Kinh Sơn năm đó quét ngang toàn bộ Bắc Tiền Cảnh. Thực lực của Mục vực bây giờ vẫn còn yếu hơn Liễu vực. Ngay sau đó, Mục Trần cũng trở về, biết con trai đã đột phá lên linh động cảnh sơ kỳ, phụ thân và chú thúc vô cùng vui mừng. Hắn cho biết, cuộc thi viện mấy ngày sau, mình đã đáp ứng ước chiến với Liễu Dương. Nếu không tu luyện linh quyết thì e là sẽ có chút phiền phức. Phụ thân quyết định sẽ dẫn hắn đi chọn linh quyết. Tất cả những đồ mà ông cất đều ở trong phòng thất, cứ tùy ý lựa chọn. Linh quyết nói dễ hiểu là võ kỹ, được chia là công pháp, công kích hay phòng ngự, được chia làm 3 cấp bậc là thần cấp, linh cấp, phàm cấp. Mỗi cấp bậc lại chia làm 3 phẩm là thượng, trung, hạ. Mục Trần hào hứng nhìn ngó xung quanh, hắn vội cầm lên một quyển Viêm Long Pháp. Linh cấp hạ phẩm, Viêm Long Pháp này là ông phải liều mạng mới lấy được. Bản thân ông cũng tu luyện nó. Vậy nhưng, Mục Trần lại không muốn tu luyện, hắn tiếp tục đi xung quanh tìm kiếm. Cuối cùng, dừng lại trước một đống quyển trục cũ kỹ. Dựa theo bản năng, hắn chậm rãi giơ tay lên định cầm lấy. Vậy nhưng đúng lúc chạm vào một quyển trục thì lại có cảm ứng. Tên là Đại Phù Đồ Quyết. Bộ linh quyết Đại Phù Đồ này ngay cả phẩm cấp cũng không có. Phụ thân muốn hắn chọn cái khác. Vậy nhưng trong lòng hắn lại luôn có cảm thấy nếu như không chọn thì sẽ hối hận. Cuối cùng, Mục Trần đành phải nghe theo con tim lựa chọn Đại Phù Đồ Quyết. Ông ta nghe về cũng thở dài. Nó lại chính là thứ mà mẫu thân để lại cho hắn. Quá trùng hợp rồi. Mẫu thân hắn đã rời đi từ lâu. Chuyện của bà ta rất phức tạp, giờ nói ra sẽ làm hại hắn mà thôi. Ông nhắc nhở Mục Trần hãy tu luyện cho tốt. Linh quyết mà bà ta để lại chắc chắn không phải vật phàm. Chờ tu luyện đến cấp bậc nào đó, có lẽ hắn sẽ biết được mọi thứ. Mục Trần lập tức quay về phòng tu luyện. Đại Phù Đồ Quyết tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, quá trình tu luyện vô cùng thuận lợi. Rất nhanh, đã ngưng tụ ra tia linh lực đầu tiên. Linh lực tiến nhập vào cơ thể khiến hắn đau đớn, Mục Trần gắng gượng chịu đựng. Về phía Liễu gia, Liễu Dương cũng được đại ca Liễu Mộ Bạch đưa cho một viên phá linh châu. Dường như đây là loại cấm dùng để tăng lực, thủ đoạn cuối cùng, Liễu gia tuyệt đối không thể thua. Mục Trần cuối cùng cũng tu luyện xong. Tuy rằng chỉ chạm vào một chút đến cánh cửa trúc cơ, vậy nhưng đã cảm nhận được linh lực bá đạo này. Phụ thân và chủ thúc vô cùng tán thưởng. Phụ thân quyết định sẽ thử sức với hắn một phen. Ông truyền linh lực vào con Phượng Hoàng rồi tấn công Mục Trần. Mục Trần cố gắng ngăn cản, vậy nhưng uy lực của con chim lại quá mạnh. Dưới sức chèn ép của nó, Nam Chính lại có dấu hiệu đột phá. Quả nhiên là gặp mạnh thì mạnh. Thế là hắn lập tức lợi dụng cơ hội này để đột phá lên trúc cơ. Hắn nhanh chóng ngồi xuống tu luyện, phụ thần cũng nhận ra đứa con của mình đã lĩnh ngộ được gì đó. Qua ngày hôm sau, cuộc thi cũng bắt đầu, vô số đệ tử có mặt, Mục Trần thì vẫn chưa thấy đâu. Điều này làm cho Liễu Dương có cơ hội mỉa mai. Lẽ nào là tiểu tử đó sợ rồi? Phía đồng viện của Thiên Nhi tức giận lắm mà chẳng làm gì được. Thiên Nhi cũng vô cùng sốt ruột. Ngay sau đó, Tiêu viện trưởng và hai người đứng đầu Tây viện và đồng viện cũng đi tới. Tiêu viện trưởng lên tiếng tuyên bố quy định. Người lên đài đều có một lần cơ hội khiêu chiến đối thủ, cho nên phải chọn lựa đối thủ thích hợp, tỉ thí luận bàn, không được đả thương tính mạng. Lão tuyên bố bắt đầu cuộc tỉ thí nội viện. Vừa dứt lời thì Liễu Dương đã nhảy lên lôi đài, rồi lớn tiếng khiêu chiến với Mục Trần. Nếu mà không ứng chiến thì sẽ coi như là thua. Đàm Thanh Sơn phẫn nộ, nhảy lên lôi đài, chủ động nhận khiêu chiến.
Liễu Dương thấy vậy cũng được đà mỉa mày, Đồng Việt đã hết người rồi hay sao? Chẳng lẽ tên vớ va vớ vẩn nào cũng có thể khiêu chiến với hắn? Lời này càng làm cho Đàm Thanh Sơn phẫn nổ, hắn ta bộc phát thực lực, không ngờ là Đàm Thanh Sơn cũng đã đột phá tới linh động cảnh. Liễu Dương lại mỉa mày, thảo nào có gan lớn tới như vậy, thì ra là đã đột phá rồi, mau ra tay đi, đừng nói là hắn không cho đối phương một cơ hội. Đàm Thanh Sơn lập tức xông lên, tên kia nhanh nhẹn né tránh, phản công ngược lại, đánh cho Đàm Thanh Sơn nằm sấp mặt. Vất vả làm mới đột phá, ấy vậy mà vẫn không đánh lại, gã đành phải chơi bài liều mạng. Vậy nhưng chỉ làm khó được Liễu Dương một chút xíu, sau đó thì liên tục bị hắn ta đấm liên tục vào mặt. Đám người Tây Viện thấy vậy cũng liên tục tâng bốc cho đàn anh của mình. Đàm Thanh Sơn bị đánh nằm ngã ngửa, gã cố gắng đứng dậy và không chịu bỏ cuộc. Kết quả cho sự cố chấp này là bị ăn thêm vô số cú đấm vào người. Đúng lúc hắn ta định tra tấn Đàm Thanh Sơn thì Mục Trần đã xuất hiện, nam chính lấy tốc độ nhanh như gió lao tới đối kháng trực diện, ngăn cản đòn công kích và đẩy lùi Liễu Dương về sau. Đang lúc gay cấn thì tập phim đã hết rồi, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, các bạn hãy đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.